Việt Nam là một trong những quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á, với dân số hơn 96 triệu người. Đây được coi là trung tâm giao thương giao lưu văn hóa trong nhiều thế kỷ qua. Với vị trí thuận lợi trong khu vực và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng với khí hậu nhiệt đới, Việt Nam là nơi sở hữu những thửa ruộng rộng lớn trải dài từ vùng đồng bằng sông Hồng đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, nông nghiệp được xem là một trong những ngành kinh tế quan trọng, đóng góp gần 14% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm. Các chính sách đổi mới cải cách kinh tế trong những năm gần đây đã giúp nông nghiệp có nhiều thay đổi quan trọng và góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam được xác định là một trong năm quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu. Đứng trước thách thức đó, việc thích ứng và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương đối với sản xuất nông nghiệp đóng vai trò sống còn đối với quốc gia này. Chính phủ coi nông nghiệp là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Biến đổi khí hậu và tần suất gia tăng của thiên tai đã đặt ra nhiều thách thức mới đối với vấn đề bất bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Cụ thể hơn tại Việt Nam, tính dễ bị tổn thương của phụ nữ trước những tác động của biến đổi khí hậu có xu hướng gia tăng. Điều này được giải thích bởi nữ giới tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các quy trình sản xuất tự cung tự cấp, quy mô nhỏ tại khu vực nông thôn và trong những lĩnh vực kinh tế phi chính thức. Nam giới và phụ nữ sẽ đảm nhận vai trò khác nhau trong các hộ gia đình nông nghiệp tại nông thôn Việt Nam. Do đó, việc quan trọng là phải xem xét vai trò của giới trong việc tìm hiểu ra quyết định quản lý trang trại, thu hẹp khoảng cách năng lực giữa hai giới. Điều này có thể giúp cải thiện câu chuyện về bình đẳng giới. Nông dân nữ thường chịu thiệt thòi trong quá trình tham gia các hoạt động của nông nghiệp. Điều này có thể lý giải do quyền sử dụng đất thường do nam giới đứng tên, khả năng tiếp cận tài chính hoặc các mục tiêu của các sự kiện khuyến nông, cũng như các thông tin thông thường mà nam giới tiếp cận nhiều hơn là nữ giới. Tỷ lệ phụ nữ và nam giới tham gia vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo không tương xứng với tỷ lệ tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Sự đại diện quá mức của nam giới trong các nhóm nông dân được đào tạo hoặc khảo sát trong nhiều dự án là một dấu hiệu của thành kiến văn hóa tồn tại ở nhiều cộng đồng nông thôn. Do đó, các dự án nên tích cực hướng tới các nhóm giới trong các hoạt động nông nghiệp nhằm mục tiêu tạo ra các tác động tích cực nhằm trao quyền cho các bên có liên quan là nữ giới và giải quyết vấn đề bình đẳng giới. Sự hiểu biết về ảnh hưởng của giới trong quá trình ra quyết định của các nông hộ trong việc canh tác thay thế và tham gia thị trường cũng sẽ nhằm vào mục tiêu hoạt động đào tạo và nghiên cứu kinh tế xã hội cụ thể. Những báo cáo gần đây nhận định rằng không có khoảng cách trong nhận thức về tác động của biến đổi khí hậu và tiếp cận thông tin thích ứng với biến đổi khí hậu và chiến lược đối phó của nông dân trồng lúa tại đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu do yêu cầu lao động cao hơn đối với các công việc đồng áng do phụ nữ đảm nhận. Những tác động này sẽ có mức khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố văn hóa, dân tộc, vị trí địa lý và sẽ được điều tra cụ thể như là tác động nghiên cứu của dự án. Đồng bằng sông Cửu Long là nơi đóng vai trò then chốt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam và được xem là vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long cũng là một trong những nơi dễ bị ảnh hưởng nhất bởi mực nước biển dâng, sói mòn, sạt lở đất, lũ lụt và hạn mặn. Tại đây, các vấn đề về bình đẳng giới trong nông nghiệp, an ninh lương thực, tích hợp dinh dưỡng thể hiện rõ trong lao động và tiếp cận các nguồn lực, đất đai, tài chính, công nghệ, đào tạo và thị trường, cũng như các dịch vụ khuyến nông. Phụ nữ được xem là lực lượng lao động quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
nơi có 63,4% phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực nông nghiệp, so với 57,5% nam giới làm việc. Phụ nữ chiếm tỷ lệ tương đối lớn trong lực lượng sản xuất nông nghiệp là kết quả của quá trình nữ hóa nông nghiệp, nghĩa là phụ nữ phải đảm nhận ngày càng nhiều công việc đồng áng do nam giới di cư ra thành phố để theo đuổi các cơ hội việc làm tốt hơn tại thành thị. Nhưng đồng thời phụ nữ vẫn phải tiếp tục đóng các vai trò khác, bao gồm sinh sản, phát triển cộng đồng, chăm sóc người già và người bệnh. Chính vì vậy, bất kỳ những tác động nào của quá trình biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ nhiều hơn nam giới. Điều này còn phức tạp hơn bởi trên thực tế, vấn đề bất bình đẳng giới vẫn tồn tại khi tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cho phụ nữ, chẳng hạn như đất đai, tài chính, đào tạo, thị trường, cũng như các dịch vụ khuyến nông khác. Trước bối cảnh đó, dự án đa dạng cây trồng trên nền đất lúa trong điều kiện nhiễm mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hay còn gọi là Focus Projects, do Asia tài trợ, được thực hiện với mục tiêu giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển đổi nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, được xem là tiền đề để giúp người dân ứng phó với điều kiện thay đổi môi trường. Song song đó, dự án về phát triển nguồn nhân lực bền vững trong chuyển đổi nông nghiệp đứng từ góc độ giới do nhóm nghiên cứu thực hiện từ tháng 8 năm 2022, được xem là chìa khóa quan trọng góp phần cho nghiên cứu tiếp theo về giới trong nông nghiệp. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ trong 3 lĩnh vực chính. Một là vai trò của họ trong sản xuất, hai là vai trò sinh sản của phụ nữ, ba là vai trò của phụ nữ trong hoạt động cộng đồng. Sự xuất hiện của những chuẩn mực xã hội và chuẩn mực giới tính đã quy chuẩn cho người phụ nữ, vì vậy họ ít có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội. Tỷ lệ người phụ nữ làm công việc gia đình mà không được trả lương cao gấp đôi so với nam giới. Không phân biệt trình độ học vấn cũng như tình trạng hôn nhân khác nhau, các công việc nội trợ vẫn là trách nhiệm chính của phụ nữ Việt Nam. Trung bình phụ nữ dành 314 phút mỗi ngày để chăm sóc và làm các công việc nhà mà không được trả lương. Con số này cao hơn so với 190 phút mỗi ngày của nam giới. Chi phí cơ hội của phụ nữ trong việc chăm sóc và giúp đỡ việc gia đình là yếu tố then chốt tại các cuộc thảo luận về trao quyền cho phụ nữ. Gánh nặng của công việc chăm sóc mà không được trả lương có tác động tiêu cực đến vấn đề việc làm của phụ nữ bên ngoài gia đình, cũng như khả năng tiếp cận của họ đối với đào tạo, giáo dục, tham gia các hoạt động xã hội. Phụ nữ, đặc biệt là những người thuộc hộ gia đình nghèo và dân tộc thiểu số, có khả năng chống chịu kém hơn so với các nhóm phụ nữ khác, bởi họ bị hạn chế vì khả năng tiếp cận nguồn lực, dịch vụ và các chiến lược ứng phó. Bên cạnh đó, việc thiếu năng lực và quyền hạn trong việc ra quyết định cũng cản trở khả năng thích ứng với các khủng hoảng này. Ngoài ra, trách nhiệm chăm sóc của họ đối với con cái, vợ chồng hoặc những người thân khác trong cộng đồng làm ảnh hưởng đến các quyết định mà họ đưa ra để thích nghi với thảm họa. Điều này trở nên khó khăn hơn khi nguồn lực bị khan hiếm, và những điều trên đã làm cản trở sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động xã hội, hay còn gọi là hòa nhập xã hội. Có thể kể đến một số yếu tố cản trở sự tham gia của phụ nữ vào các hoạt động xã hội như sau. Thứ nhất, phụ nữ bị hạn chế vào việc hòa nhập xã hội là do phải thực hiện 3 vai trò cùng một thời điểm: vai trò trong sản xuất, sinh sản, hoạt động cộng đồng. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ phụ nữ làm việc gia đình không được trả công cao gấp đôi so với nam giới, và tỷ lệ phụ nữ chiếm cao hơn làm hạn chế cơ hội của họ đối với các công việc phía bên ngoài. Thứ hai, việc tiếp cận và kiểm soát không bình đẳng đối với các nguồn lực chính trong nông nghiệp đã cản trở sự tham gia của phụ nữ vào quá trình sản xuất lương thực. Như đã thảo luận ở trên, phụ nữ bị hạn chế tiếp cận với đất đai, đào tạo, công nghệ và tín dụng. Thứ ba, phụ nữ ít có quyền quyết định hơn ở gia đình, cộng đồng và xã hội.
Chính điều này khiến họ không được tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực thi các chương trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững ở vùng, và tiếng ho nói của họ trở nên nhỏ bé hơn. Thứ tư, các chuẩn mực về gia trưởng càng ngày ràng buộc phụ nữ, cùng với đó là trách nhiệm sản xuất, sinh con của họ. Gánh nặng kép này dẫn đến tình trạng phụ nữ bị nghèo về thời gian, nghĩa là họ không có hoặc có rất ít thời gian để tham gia vào các hoạt động xã hội. Khi nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát tại tỉnh Hậu Giang thuộc đồng bằng sông Cửu Long, chính quyền địa phương đã thành lập hợp tác xã dạy nghề cho phụ nữ nhằm nâng cao kiến thức, cải thiện sinh kế, mở ra cơ hội tham gia các hoạt động cho họ bên cạnh sản xuất nông nghiệp. Đàn ông có thể làm công việc bên ngoài vì phụ nữ đã giúp đỡ họ mọi công việc bên gia đình. Tuy nhiên, trong suốt quá trình nghiên cứu tại các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có một số yếu tố cản trở người phụ nữ hòa nhập vào xã hội. Đầu tiên, đó là việc họ bị hạn chế về khả năng di chuyển, cùng với việc thiếu cơ hội tiếp thu và hiểu các kiến thức về biến đổi khí hậu, cũng như những rủi ro của nó ảnh hưởng đến tiềm năng thích ứng của phụ nữ. Điều đặc biệt hơn là những người phụ nữ nông thôn, họ lại không biết lái xe máy. Họ cảm thấy rất nhút nhát, không tự tin và họ từ chối cơ hội của mình để trao nó cho người chồng. Trong một bối cảnh khác, khi nhóm nghiên cứu khảo sát hỏi những người phụ nữ ở khu vực nông thôn, nếu tôi cố gắng tổ chức một hội thảo cho bạn, bạn có muốn đi cùng tôi không? Tất cả đều trả lời có. Điều này có nghĩa là khi tổ chức các khóa đào tạo hay các chương trình, chúng ta cần tập trung vào góc nhìn vai trò của phụ nữ và trả lời được một câu hỏi, đó là các khóa đào tạo sẽ mang lại lợi ích gì cho họ trong tương lai. Tóm lại, phụ nữ và nam giới đảm nhận những vai trò trách nhiệm khác nhau trong nông nghiệp. Những gánh nặng và hạn chế đó đối với phụ nữ tại nông thôn có thể sẽ gia tăng do vấn đề bất bình đẳng giới vẫn đang tiếp diễn, cũng như những yêu cầu về sản xuất gia tăng và tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt, khả năng tiếp cận, kiểm soát nguồn lực của phụ nữ còn hạn chế, trình độ học vấn và khả năng di chuyển thấp, ít các cơ hội sinh kế thay thế và thiếu quyền ra quyết định đã khiến cho phụ nữ bị hạn chế tiềm năng trong việc thích ứng. Bên cạnh đó, nó cũng khiến cho phụ nữ khó có khả năng can thiệp vào các chính sách và các chiến lược liên quan đến biến đổi khí hậu. Cho đến hiện tại, những dự án chỉ mới tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến kinh tế nhằm mục đích để giảm bớt số lượng người nghèo trong khu vực. Tuy nhiên, chúng ta nên phân loại phụ nữ theo các nhóm giàu, trung bình, nghèo ở những mức độ khác nhau. Họ sẽ có những vốn và năng lực khác nhau, quan điểm làm việc và cách nhìn nhận vấn đề cũng sẽ khác nhau. Từ đó chúng ta sẽ có những chính sách và chương trình phù hợp. Đó là những gì mà các dự án cần phải xem xét trong tương lai.